Tại một ngân hà xa xôi ngoài vũ trụ, có một tiểu hành tinh giống với trái đất. 200 năm trước, một nhóm truyền đạo Đông Hán xuất hiện bất ngờ, không chỉ giúp Khải Dương trẻ tuổi bình định chiến loạn trăm năm, thành lập nên một quốc gia thống nhất, còn truyền bá tư tưởng dân tộc Hoa Hạ đến đây nữa. Từ đó, nhân lễ nghĩa trí tính, ôn hòa và khiêm tốn, trung hiếu dũng công liêm trở thành tín ngưỡng của tinh cầu này. Truyền thống đến ngày nay chưa từng thay đổi. Con người sống hòa bình với nhau, quốc gia an định phồn vinh. Anh trai của Khải Dương là Minh Dương vì tranh đoạt dương vị mà sinh lòng mưu phản. Khải Dương vì bảo vệ hòa bình của tinh cầu, vào ngày Đông Cung Thái Tử đầy Thái, đã phong ấn sức mạnh vũ trụ vào cơ thể Thái Tử. Hy vọng Thái Tử có thể truyền thừa tiếp tục truyền thống dân tộc. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Quân tử ngũ đức, nhân lễ nghĩa trí tính, ngũ hành tề tụ, vũ trụ quy hợp. Phong ấn đã hoàn thành. Mau đưa nó đi đi. Tương lai của Khải Dương Tinh xin trông cậy vào ông. Thần không thể đi. Mau đi đi. Mau đi đi. Ôn Lương Dũng, mau đi theo ta. Lương Dũng, chúng ta đi.
Đừng vội, ăn từ từ thôi. Ăn đi, còn hai trò nữa đang đợi con đó. Nào ăn thử cái này đi. Đáng ghét. Nào cầm lấy. Xem con kìa. Bố. Đi, bố dẫn con đi chơi cái khác. Đi thôi. Bố, bố đang chơi cái gì vậy? Không phải bố đang chơi. Bố đang sửa một vật rất quan trọng. Nói dối. Lúc nào bố cũng nói sửa thứ quan trọng. Này, cẩn thận. Hai món đồ này đều rất quan trọng. Nào. Cần nhìn cái chấm sáng nhất ở giữa đi. Nhưng mỗi cái chấm sáng đều như nhau mà. Mỗi một chấm sáng đều là một ngôi sao. Cũng giống như chúng ta. Bọn chúng đều là độc nhất vô nhị. Vậy trên những ngôi sao đó có người sống không? Có chứ. Nó không chừng vừa rồi con và người bạn nhỏ trên đó vì nhìn vào mắt nhau. Vậy những người ở trên ngôi sao cũng phải đi học và làm bài tập ư? Mẹ chỉ biết là ngày mai con còn phải đi học. Mời về phòng ngủ đi. Nghe lời đi nào. Vậy mẹ phải kể chuyện cho con nghe. Không thì con không ngủ được. Anh xem anh chịu con tới lắm chuyện đến mức nào này. Được rồi, con muốn nghe gì? Hôm nay con muốn nghe chuyện hoàng tử bé. Hoàng tử bé, đi thôi. Hôm qua bố kể đến đoạn hoàng tử bé thuần hóa con cáo. Được, mẹ sẽ kể tiếp cho con nghe. Đợi đã. Mang sữa theo đi này. Đưa cho anh. Lấy xe từ từ thôi. Tạm biệt mẹ. Ở trường phải học cho tốt nhé. Yên tâm đi, bố không cần lo đâu ạ. Lại cố tình quên đúng không? Xấu chết đi được. Không được tháo xuống nữa đó. Đứng lên. Xin chào cô ạ. Chào các em. Mời các em ngồi. Báo cáo.
Lòng Vũ, xem lại đến muộn nữa rồi. Đã mấy lần rồi đấy. Mời về chỗ ngồi đi. Tôn Tinh Kỳ, thưa cô, cả lớp chỉ có Lòng Vũ chưa nộp bài tập về nhà. Lòng Vũ, sau giờ học, cầm bài tập về nhà của em đến trong phòng gặp cô. Ngồi xuống đi. Cái Thiên Thiên, em cười cái gì? Bài tập về nhà tuần trước của em là sao vậy? Thưa cô Chu, em thực sự đã cố gắng làm tốt rồi nộp. Cái Thiên Thiên, bố của em cũng là bác sĩ Văn sao? Đừng cười nữa. Còn có Văn Bác nữa. Tan học cả ba em đến văn phòng gặp cô. Ngồi xuống đi. Bắt đầu học thôi. Mọi người mở sách trang 23 nào. Chào mọi người, hoan nghênh cùng theo dõi thời tiết với tôi. Mấy ngày cuối tuần vừa qua đã có mưa lất phất, nhưng gió mạnh sẽ tạo thành mưa bất chợt. Từ ngày mai thì thời tiết sẽ bắt đầu chuyển tốt. Căn cứ vào báo cáo của đài khí tượng, mấy ngày sau sẽ chịu sự khống chế của khí áp Tây Bắc ổn định, khiến cho thời tiết trở nên nhiều mây, độ ẩm trong không khí cũng sẽ từ từ tăng lên. Hôm nay và ngày mai trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất là 27 độ. Được rồi, thời tiết chính là như vậy. Bây giờ chúng ta xem thử khung cảnh bên ngoài. Chiếc bình ở phía sau tôi đây chính là chiếc bình đệ nhất thiên hạ. Nó đã từng được ghi vào danh sách kỷ lục Guinness với danh hiệu chiếc bình lớn nhất thế giới. Được rồi, thời tiết và thông tin đến đây là hết. Ngày mai chúng ta lại gặp. Tin tức của chúng tôi, căn cứ vào tin tức vừa nhận được, có một người đàn ông họ Mao đã báo với chúng tôi là ở gần khu máy ở để nhìn thấy vài người mặc áo đen kỳ lạ, hành động thần trọng, ngôn ngữ bất đồng. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hãy để phóng viên đến hiện trường xác nhận tình hình thử xem. Tôi nói cho nghe, chính xác là ở khu này đây. Ba người, có ba người, không, bốn người, cao thế này đây, là cao thế này, người qua đường ai cũng nhìn cả. Xin các vị khán giả đang xem trước màn hình, ra đường hãy chú ý an toàn, đề cao cảnh giác. Cảm ơn, đừng khách sáo. Cảm ơn, đừng khách sáo. Chuyện tiến hành thế nào rồi? Vừa nhận được mật báo, người của chúng ta ở trái đất đã tìm thấy tung tích của họ. Rất tốt. Hai người lập tức xuống trái đất, bắt người về cho ta. Tuân lệnh. Nhớ kỹ, nhất định phải lấy được ngọc tỷ và lệnh bài ngũ hổ tướng. Minh Dương, về những tàn đạn khác thì sao? Giết thẳng tay khỏi hỏi. Dân. Lòng Vũ, em không muốn học nữa sao? Ngồi xuống. Cái Thiên Thiên cậu làm gì vậy? Im miệng. Lòng Vũ, vì sao lúc nãy cậu cười mình? Chết bài bạn đến mức tên bố của bạn cũng chết vào. Đương nhiên buồn cười rồi. Liên quan gì đến cậu, mình muốn làm gì thì kệ mình. Đưa dây chuyền trên cổ cho mình chơi. Dựa vào đâu chứ? Cái Thiên Thiên, có phải cậu quá đáng quá rồi không? Giữ nó lại. Cậu trả cho mình. Đợi mình chơi chán rồi nó. Chúng ta đi. Cái Thiên Thiên, không được đi, trả đồ cho mình. Có giỏi thì đến nơi mà lấy. Chúng ta đi. Tạm biệt, mình đi đây. Tạm biệt, đưa mình. Tạm biệt,
tạm biệt. Họ đang làm gì vậy? Mình thấy giống như bắt cóc vậy. Di chuyển của mình còn nằm ở chỗ cái thiên thiên, không lấy nó về lại thì sao mình về nhà? Còn ngay ra đó làm gì? Mà đuổi theo thôi, không phải nên báo cảnh sát sao? Không kịp đâu, đi. Taxi. Chú ơi, mà đuổi theo chiếc xe chở hàng kia. Thỏ con, món đồ này từ đâu mà có? Bọn ta đang hỏi nhóc đó. Mau nhìn kìa, nói rồi các chú có thả cháu về không? Mau nói đi. Cháu nói, món đồ này không phải là của cháu, là của bạn học của cháu Long Vũ. Long Vũ? Ai là Long Vũ? Di chuyển, thả cháu ra đi, cháu dẫn cô đi tìm cậu ấy. Chúng ta vẫn nên tìm cách cứu Thiên Thiên đi. Về rồi à? Tiểu Vũ đâu? Còn chưa về sao? Lại ham chơi rồi. Anh đi làm chút chuyện.
Gióc chính là thái tử rồi. Lần này Gióc cũng muốn chạy cũng không chạy thoát được đâu. Biết ta là thái tử mà còn không mau cởi trói. Mới rời khỏi Sao Khải Minh một năm thôi, không chỉ đột biến gen mà còn bị nhiễm phim truyền hình cung đình ở trái đất đến thế này. Cứu mạng! Mẹ ơi, cứu con! Cứu mạng! Cứu mạng! Mẹ ơi, cứu con! Cứu con! Dì ơi, dì ngầu quá!
bơ mẹ một. Lòng Vũ, mẹ xin lỗi con. Bố, mau đi thôi, mau đi thôi. Dũng, đi thôi. Đuổi theo, nhanh lên. Ô hai, tên vô dụng này. Giờ chỉ còn đường núi, mọi người nhớ phải cẩn thận. Trước khi trời tối bắt buộc phải đến đây. Đi thôi. Cháu không muốn đi với mọi người. Cháu muốn về nhà. Cháu muốn ngủ một đêm với hổ sao? Mau đi thôi. Được không? Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Ông ngoại. Ông ngoại. Ông ngoại, sao ông lại ở đây? Các cháu, chào mừng các cháu đến học viện Tử Ngọ. Thái tử, người chịu khổ rồi. Tiểu Vũ, Minh Dương, thuộc hạ đã tìm thấy Đông Cung Thái tử và dự đạn của hắn. Hắn đâu? Tên Thái tử đó may mắn chạy thoát rồi. Cái gì? Có mỗi trong trần nó cũng không xong. Bẩm Minh Dương, là thuộc hạ đã cố ý thả Thái tử đi vì để tìm căn cứ bí mật của chúng, để tiêu diệt sạch. Nhớ kỹ, chúng ta phải bất chấp mọi giá. Ta muốn bắt sống Thái tử. Xin hãy yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ bắt được Thái tử, lấy được ngọc tỷ và lệnh bài, đem về cho Minh Dương. Tốc chiến tốc thắng, tuân lệnh. Thái tử điện hạ,
để người chịu nỗi khổ lưu lạc từ khi còn nhỏ. Lão thần thấy có lỗi vô cùng, hận mình không thể hoàn thành trọng trách được giao phó bởi quân Dương. Ngày nay Minh Dương ngày càng áp sát, đã truy sát đến trái đất rồi. Chúng ta chỉ có thể đón đầu phản kích mới có thể giành thắng lợi. Không, mọi người đang trêu cháu có phải không? Những chuyện này không phải là thật đúng không? Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, mẹ biết hôm nay với con mà nói đã xảy ra quá nhiều chuyện, rất khó để tiếp nhận. Rốt cuộc mọi người có bao nhiêu chuyện giấu con? Xin lỗi Tiểu Vũ, xem ra mọi chuyện đều là thật rồi. Lúc nhỏ mẹ và bố cứ luôn nói với con phải dũng cảm, mau chóng lớn lên trở thành một nam tử Hán. Nếu đã không còn chọn lựa thì phải bắt đầu lại từ đầu. Tiểu Vũ đâu? Ngủ rồi. Lệnh bài ngũ hổ, phụ thân, người đang... Cha thật hổ thẹn. Người của Minh Dương đã đuổi đến trước mắt, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được ngũ hổ tướng cho thái tử. Đáng tiếc, chúng ta đều không phải sự lựa chọn của lệnh bài. Bây giờ chỉ còn một cách. Người thực sự cho rằng như vậy có thể sao? Ngày mai mọi người hãy cầm lệnh bài đi tìm chủ nhân mới của nó. Biển người mênh mông này chúng ta biết đi đâu mà tìm? Phụ thân, người thật sự khẳng định trên trái đất này có người có khả năng là ngũ hổ tướng sao? Trái đất vốn là khởi nguyên năng lượng tinh thần của sao Khải Minh. Bất kể thay đổi bao nhiêu, ta tin rằng sẽ có người có cùng tín ngưỡng như chúng ta. Đây cũng là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Đẹp trai, thủ tục làm thẻ của chúng tôi rất là rẻ. Còn chưa trả tiền mà. Chính là chỗ này. Xin chào. Hai người tìm ai? Xin lỗi, tìm nhầm chỗ. Ừ.
Mình nói này thái tử, trước cuộc lúc nào cậu mới thả tụi mình về? Không phải mình đã nói rồi sao? Bây giờ ra ngoài nguy hiểm lắm. Người họ tìm là cậu liên quan gì đến bọn mình chứ? Sợ liên lụy các cậu đấy. Mình không tin. Đừng tưởng đang ở địa bàn của cậu thì mình sẽ sợ cậu. Thiên Thiên, Long Vũ có ý tốt thôi mà. Ý tốt cái gì? Đều do cậu ấy hại thì có. Vậy nên chúng ta mới thành thế này. Các cậu đừng có cãi nhau nữa. Trong bộ dạng này thì cả ba người đều không có thu hoạch gì rồi. Đã để phụ thân thất vọng rồi. Mấy ngày này ta đã âm thầm quan sát Thái tử Điện Hạ và ba đứa trẻ kia. Điện Hạ thì vốn dĩ đã là long mạch tương truyền, không giống người thường, đương nhiên là kỳ tài. Ba đứa trẻ kia tuy là người phàm, nhưng ngũ hành sở thuộc cũng đặc biệt như Thái tử. Mệnh cách tương sinh tương khắc, tương phụ tương thành, hiếm có khó tìm. Vậy ý của người là kỳ tài ngũ hổ tướng có thể bồi dưỡng được từ trong từ nhỏ? Tuy không phải lựa chọn tốt nhất, chỉ có thể miễn cưỡng mà làm, nhưng vẫn tốt hơn được tìm mù quáng như bây giờ. Cho dù thành công thì cũng vẫn còn chưa đủ người. Số còn lại chỉ có thể trông cậy vào cơ duyên. Văn bác, ngày mai rốt cuộc cậu có đi không? Lỡ như trên đường gặp phải đám người xấu thì phải làm sao? Có tiểu bá dương mình đây, cậu sợ cái gì? Chính bởi vì có cậu nên mới sợ đấy. Đến lúc đó cậu xảy ra chuyện mình sẽ mặc kệ. Được rồi, được rồi, mọi người đều là bạn học, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Mình không cần cậu ấy giúp đỡ mình. Cậu không đi thì tự mình đi. Thiên Thiên, Thiên. Chào buổi sáng. Mẹ. Gì? Các cháu, qua đây. Bây giờ mời các cháu đặt tay mình lên trên, dùng trái tim để cảm thụ năng lượng của lệnh bài. Các cháu nghĩ rằng đã kết thúc rồi sao? Bây giờ mới là bắt đầu thôi. Nhanh lên, chạy lên đi. Nhanh lên, cẩn thận bước chân.
thật sự có thể học được sao? Cái này so với trang điểm và chụp hình tự sướng đơn giản hơn nhiều mà. Người sao Khải Minh chúng ta tôn trọng nhân lễ nghĩa trí tính, ôn lương cung kiểm nhượng, trung hiếu dũng cung kiệm, đây chính là tín ngưỡng của chúng ta. Tuy rằng khoa học kỹ thuật của sao Khải Minh vô cùng phát triển, nhưng thói quen sống và hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta vẫn tuân thủ theo truyền thống đơn giản. Cũng giống như chúng ta cố gắng tuân thủ, gìn giữ tín ngưỡng. Vậy sao vẫn có người truy sát đến trái đất? Đây cũng là tính tất yếu của bảo vệ hòa bình và văn minh. Vậy mọi người còn có thể về nhà không? Đương nhiên là được. Đến lúc đó còn phải mời các cháu đến sao Khải Minh chơi đó. Cháu muốn nhanh chóng lớn lên, lớn nhanh thêm nữa, không cần bị người ta truy sát mà lưu lạc khắp nơi. Thức ăn đến rồi. Thiên Thiên, ăn thức ăn đi. Dì ơi, cháu hỏi dì một chuyện được không? Vì sao tên của mọi người đều chỉ có một chữ? Ở sao Khải Minh của dì, tên của mọi người đều chỉ có một chữ. Mẹ, ở sao Khải Minh thì tên con là gì? Tên Quốc Dương đặt cho Điện Hạ chỉ có một chữ Vũ. Người hy vọng sẽ có trí tuệ bao la như vũ trụ. Còn Long, Vũ là vật tượng trưng cho thân phận từ khi chào đời của con. Mau ăn đi. Tiểu Vũ, mẹ, các ngôi sao trên trời nhiều như vậy, nhà chúng ta ở đâu? Còn xem ngôi sao kia, cái sáng nhất ấy, nhìn thấy chưa? Nhớ kỹ vị trí của nó nhé. Rồi sẽ có một ngày nhất định chúng ta có thể trở về nhà. Đợi con lên làm quốc vương sao Khải Minh, cũng đừng bao giờ quên tín ngưỡng của chúng ta, biết không? Nhưng vì sao Minh Dương không nghĩ như thế? Nên chúng ta nhất định phải ngăn ông ta lại. Vậy nếu chúng ta về rồi, có còn quay lại đây không? Hy vọng đứa trẻ này có thể qua được kiếp nạn lần này. Bây giờ đặt tay các cháu lên trên nó đi. Không sao đâu. Có thể là cơ duyên chưa đến. Các cháu cứ tiếp tục cố gắng đi. Các cháu, đi theo ta.
Thủ lĩnh, chúng lại xuất hiện rồi. Quá tốt rồi. Lần này ta sẽ tiêu diệt sạch đám dư đảng đó. Thủ lĩnh, Minh Dương đã ra lệnh là phải bắt sống. Ta nói là dư đảng của Thái tử, dư đảng đó hiểu không? Ngươi không nghe thấy sao? Đám người các người còn ngay ra làm gì? Đi lùng sục tiếp cho ta. Dân. Tiểu Vũ, con đang làm gì vậy? Con biết con không nên vào đây, nhưng bây giờ con thật sự không biết phải làm sao. Còn nhớ trước kia bố đã nói gì với con không? Thay vì liều lĩnh xông tới, chi bằng lùi bước thu lưới. Chúng ta không thể để những vật ngoài thân mê hoặc được. Ngọc tỷ và lệnh bài cũng chỉ là công cụ. Chúng ta chỉ cần khiến bản thân mạnh lên mới có thể khiến chúng giúp được chúng ta nhiều hơn. Thật không? Tin bố đi. Đi. Thủ lĩnh, bố tin hiểu rồi. Chúng ta chỉ có thể tìm được phạm vi đại khái thôi. Thái tử đang chơi mèo dừng chuột với chúng ta sao? Truyền lệnh xuống dưới, tập hợp toàn đội, tiến hành lục soát thực địa. Có phải đào ba tấc đất lên cũng phải tìm ra cho ta. Thực sự phải đào sao? Ẩn dụ, ẩn dụ, biết ẩn dụ đó hiểu không? Đi theo ta. Thủ lĩnh, nhìn kìa, lên. Nhất định là ở gần đây, lục soát cho ta. Đừng vội vã, đừng căng thẳng. Nhân quả do trời. Thank you.
Cố lên các cháu, cố lên. Các cháu, cố lên. Vũ, ngũ hành thuộc mộc. Bây giờ điều Vũ cần luyện tập chính là thân thủ linh hoạt, nhạy bén và dũng khí không gì sánh được. Thiên, ngũ hành thuộc kim. Vậy nên điều thiên cần được huấn luyện chính là lực bộc phát của cơ thể và độ chính xác trong phản kích. Tinh, ngũ hành thuộc quả. Vậy nên điều tinh cần được huấn luyện là sức bền và độ dẻo dai của cơ thể. Bát, ngũ hành thuộc thủy. Vậy nên điều bát cần được huấn luyện là sự phối hợp và lực cân bằng của cơ thể. Thủ lĩnh, không sao chứ? Mau đi tiếp, tiếp tục tìm. Nhanh lên, nhanh lên. Long Vũ, mau nhìn bên cạnh cậu kìa. Đúng rồi, ở đó đấy. Bắt được rồi. Một người là thái tử, còn lại hai người đã lấy được lệnh bài ngũ hộ tướng. Chỉ có mình không có. Ai bảo các cậu ăn hiếp mình? Mình không chơi với các cậu nữa. Đại ca, làm sao vậy? Không thấy sao? Mở nó ra. Lên. Hai mảnh lệnh bài này đã hợp thể rồi. Những lệnh bài còn lại vẫn còn đang cân nhắc. Cho tụi nhỏ nhiều cơ hội huấn luyện hơn đi. Ôn Dũng, mau đi dẫn đứa trẻ về. Long Vũ, các cháu mau đi thôi, có nguy hiểm. Đi. Nào.
Đợi đã. Tiểu Vũ, Thiên Thiên đâu? Cái Thiên Thiên vừa rồi còn ở đây chơi mà, bây giờ không biết đi đâu nữa. Không kịp rồi, mọi người đi trước đi. Tôi đi tìm cái Thiên Thiên. Đợi đã, cậu dẫn đứa trẻ đi, tôi đi tìm. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Đi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Thỏ con, đồng cùng thái tử đang ở đâu? Cháu không biết. Miệng lưỡi cũng cứng nhỉ. Không nói thì nhóc vĩnh viễn đừng nói nữa. Đuổi theo. Thiên Thiên, đi. Về rồi. Thiên Thiên, Thiên là cậu ấy cứu cháu đó. Cháu bé, cảm ơn cháu. Cháu thật dũng cảm. Thật ra người dũng cảm thật sự là cậu ấy. Xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi. Về là tốt rồi. Long Vũ, xin lỗi cậu. Chuyện trước đây là do mình không tốt. Chúng ta có thể làm bạn lại từ đầu không? Chúng ta vốn dĩ là bạn mà. Hiện tại lệnh bài ngũ hố tiến đã bắt đầu tương ứng, nhưng thái tử thì chưa. Chúng ta phải nghiên cứu xem vấn đề chính xác nằm ở đâu. Mau ra ngoài xem thử. Chẳng lẽ Minh Duyên nhất định muốn đuổi cùng giết tận sao?
một lũ vô dụng. Mau đi đi. Ở phía sau, chúng ta phải dẫn trẻ đi. Đáng ghét. Kêu lục xác tiếp cho ta. Dân. Là cháu vô dụng, trời mắt nhìn mọi người chịu khổ mà không làm gì được. Không thể nói như vậy được. Còn nó muốn đánh bại Minh Dương, bây giờ không giúp được ai hết. Không, Long Vũ, mình cảm thấy hôm nay cậu dũng cảm nhất. Cái Thiên Thiên cũng không so sánh được. Phải đấy Thái Tử, hôm nay cháu đã làm hết sức rồi, đừng tự trách mình nữa. Làm hết sức thì có ích gì? Kết quả cũng chẳng phải vẫn như vậy sao? Không cứu được ai mà còn liên lụy mọi người. Cháu mới chính là cội nguồn tai họa. Để ta đi cho. Bố, mẹ, cho con biết đi. Con nên làm gì đây? Cháu à, con người khó tránh có lúc đau lòng, nhưng không thể buông xuôi được. Cho đến hôm nay, ta vẫn luôn nhớ rõ ràng tình cảnh năm đó. Phụ Dương và mẫu hậu của cháu trong lúc nguy hiểm đã phó thác cháu cho ta. Họ vốn dĩ có cơ hội bỏ trốn, nhưng họ đã lựa chọn ở lại, dùng sinh mạng để chống chọi Minh Dương. Nhưng cháu bây giờ còn không thể tự bảo vệ được mình. Cháu à, đợi cháu lớn lên rồi, cháu sẽ biết nên làm mọi chuyện thế nào. Vậy cháu vẫn còn cơ hội để lớn lên chứ? Có chứ. Qua một khoảng thời gian nữa, cháu sẽ học được câu nói thế này ở trong sách: thiên giáng đại nhậm vô tư nhân giả, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu.
Phong phạm kỳ thân, chỉ có trải qua huấn luyện mới có thể đạt đến thành công. Cháu nhất định sẽ đợi đến ngày ấy, còn phải xem ông ngoại đọc có đúng không. Còn gì nữa, cháu phải học thật nhiều bản lĩnh, giành lại sao Khải Minh từ trong tay Minh Dương. Nhất định là ở đây rồi. Đi, đi. Không hay rồi, không hay rồi. Cháu ở trong rừng đã thấy đám người áo đen đó rồi. Lương Dũng, mọi người cách bảo vệ thái tử. Ông ngoại, ông đã nói rồi mà, chỉ có đường đầu phản kích mới có hy vọng. Tình thế nguy hiểm lắm, kẻ địch sắp đuổi đến nơi rồi. Chúng ta nên trốn đi trước rồi nói. Trốn? Cả cái ngân hà này cũng sắp không ngăn được chúng rồi. Chúng ta còn có thể trốn đến đâu? Ra ngoài rồi thì cũng sẽ có cách. Các cậu đi đi, mình ở lại, đây chính là cách duy nhất. Thái tử, thái tử còn thì sao Khải Minh mới có hy vọng. Các người hãy ngoan ngoãn ra đây cho ta. Đừng trốn nữa. Nếu nghe lời thì lão nương đây có thể sẽ tha cho một mạng. Số mệnh của Khải Dương đã tận, vẫn nên ngoan ngoãn phục tùng Minh Dương của bọn ta đi. Đừng có mơ. Thank you.
cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng thua thôi. Đi bằng cửa sổ đi. Ở bên đó, đuổi theo. Vâng. Nhanh lên, nhanh lên. Quay lại đây. Ông ngoại. Ông ngoại. Ông ơi, mẹ, mẹ, mẹ không sao chứ? Lại đi. Ô, anh tỉnh lại đi. Bố. Bố. Bố tỉnh lại đi. Bố ơi.
ôm. Bố, anh tỉnh lại đi. Bố, uống từ từ thôi, chút nữa bố chở con đi. Không cần đâu, con không muốn nghe đời sau của nhà truyền đạo Triều Hán, nói mãi không ngừng đâu. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, có phải con quên mang theo cái này không? Tạm biệt, tạm biệt. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Ông ngoại, khi nào chúng ta mới chuẩn bị trở về sau Khải Minh? Đợi cháu lớn thêm chút nữa thì chúng ta có thể quay về rồi. Vậy vì sao cháu lại đến trái đất, hơn nữa còn tìm thấy các cậu ấy? Tất cả mọi chuyện trên đời đều có tính tất nhiên của nó. Duyên phận một khi đã tạo thành thì sẽ không dễ gì rũ bỏ. Thế sự luân hồi, tương lai không xa thì cháu sẽ tìm thấy đáp án cho mình thôi. Xem ra ta chỉ có thể đích thân đi lấy rồi.